Hi, xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay Quyền đang có mặt tại Thế Động Điện Biên Xanh. Và Quyền sẽ cập nhật giá những dòng điện thoại cho bạn xem rất là nhiều. Và ngày mai là ngày 11 tháng 11 là sẽ là ngày Tết Độc Thân, và chương trình Điện Biên Xanh và Thế Động đang được giảm giá như sau. Và chúng ta sẽ có đây, Tết Độc Thân đổi Độc Thân lấy 2 lần giảm, rất tuyệt vời đó các bạn. Và hôm nay Quyền sẽ cập nhật giá điện thoại cho bạn xem các bạn nha. Rất là nhiều dòng sản phẩm đang được trưng ở đây. Và Quyền sẽ bắt đầu cập nhật dòng điện thoại của hãng Samsung trước bạn nha. Ok. Và Quyền sẽ cập nhật giá của dòng điện thoại Samsung. Cái điện thoại Samsung đầu tiên đây là Samsung Galaxy A03s các bạn, với mức giá hiện tại là 3.690.000. Chúng ta sẽ có một cái máy cũng khá là đẹp như thế này. Chúng ta sẽ có 3 cam ở phía sau. Độ phân giải của camera chính là 13 megapixel, 2 gram phụ là 2 megapixel, và đèn led đây các bạn nha. Chúng ta sẽ có mặt lưng nhám các bạn nha, hạn chế bấm dấu vân tay. Chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là HD+, và chúng ta sẽ có một con chip của MediaTek MT6765 8 nhân, RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Camera selfie thì chúng ta sẽ có một cam 5 megapixel, pin 5000 và hỗ trợ sạc 7.75W các bạn nha. Với mức giá hiện tại là 3.690.000, chúng ta còn được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm thêm 2% khi mua sản phẩm bất kỳ mức giá cao hơn. Đó, rất là tuyệt vời. Bên trái chúng ta sẽ có chỗ để sim. Phía dưới sẽ có jack 3.5, điện thoại, sạc, loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp một khóa nhân tay, phía trên nút nguồn là nút tăng giảm lượng. Phía trên đỉnh thì chúng ta sẽ có thêm một mic hỗ trợ thu âm để mà cho ra âm thanh chất lượng hơn khi chúng ta chat video call hoặc là quay video. Đây là Samsung Galaxy A03s 3.690.000 các bạn nha. Đó, rất là tuyệt vời. Đang được kinh doanh và bán tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Dòng sản phẩm tiếp theo là dòng sản phẩm Samsung Galaxy A12 4GB, phiên bản này 2021 các bạn nha. Chúng ta sẽ được trang bị một con chip đến từ hãng của Samsung luôn, đó là con chip Exynos 850 8 nhân, RAM thì chúng ta sẽ có 4GB và mỗi trong 128GB. Cũng khá là ok, cho mức giá là 4.290.000. Camera chúng ta sẽ có một camera selfie phía trước với độ phân giải là 8 megapixel, và hỗ trợ pin lên đến là 5000 mAh. Màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là HD+. Về mặt sau chúng ta sẽ có 4 cam với độ phân giải của camera chính lên đến là 48 megapixel. Camera phụ thứ nhất là 5 megapixel và 2 cam phụ còn lại là 2 megapixel. Phía dưới là đèn led các bạn nha. Mặt sau thì sẽ nhám xước như thế này, nhám vân đó bạn, vân gạch đó. Phía dưới này thì nhám ha bạn nha. Phía bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp ổ khóa dấu vân tay, phía trên là nút tăng giảm âm lượng, phía trên đỉnh sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi quay phim và chat video call sẽ cho ra âm thanh tốt hơn. Bên trái chúng ta sẽ chỗ để sim, phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, điện thoại, sạc, loa, và chúng ta sẽ có một cái máy với mức giá là 4.290.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm thêm 2% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ với mức giá cao hơn. Đây là Samsung Galaxy A12 phiên bản 2021 các bạn nha. Samsung Galaxy A22, đây là dòng sản phẩm với một thiết kế mình cảm thấy là rất là đẹp, trang nhã, hài hòa. Đây là bản nâng cấp từ Samsung Galaxy A12. Máy có mức giá là 5.890.000, và chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.4 inch với độ phân giải HD+, và sử dụng con chip của MediaTek các bạn nha. Đó là MT6769V 8 nhân, RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. Đây, rất là đẹp, màn hình rất là đẹp. Về camera thì chúng ta sẽ có camera selfie phía trước lên đến là 13 megapixel luôn các bạn, rất là tuyệt vời đúng không nào. Camera phía sau sẽ có 4 cam với độ phân giải camera chính lên đến là 48, camera phụ thứ nhất là 8 và 2 cam phụ còn lại là 2 megapixel. Đây là đèn led các bạn nha. Mặt sau là nhựa kính rất là đẹp, bóng loáng như thế này. Chúng ta sẽ có một cái viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W, tuyệt vời mặt trời luôn. Bên trái chúng ta sẽ có chỗ để sim, phía dưới sẽ có jack 3.5, mic, thoại, sạc tiếp C, loa. Bên phải là có nút nguồn kết hợp một khóa vân tay, phía trên là tăng giảm âm lượng, phía trên đỉnh sẽ có thêm một cái mic hỗ trợ thu âm khi quay phim và chat video call sẽ cho âm thanh tốt lượng hơn, chất lượng hơn các bạn. Đây là một trong những dòng điện thoại của Samsung Quyền cảm thấy là thiết kế rất là đẹp.
với mức giá là 5.890.000, chúng ta còn được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giảm thêm 3% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ mức giá cao hơn, và sẽ có thêm giảm 15% khi mà chúng ta mua Galaxy Watch 4 và cộng thêm trả góp 0% lãi suất luôn. Quá là tuyệt vời. Đây là Samsung Galaxy A22 đang được kinh doanh bài bản tại Thê Rộng và Điện Máy Xanh. Samsung Galaxy A52 với mức giá hiện tại là 9.290.000 dành cho phiên bản là 128GB các bạn, A52 128GB. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp. Camera phía sau sẽ nằm trong một cái hình vuông, hình chữ nhật nhô lên thế này, và sẽ có 4 cam. Với độ phân giải camera chính là 64 megapixel, cam phụ thứ nhất là 12 và hai cam phụ còn lại là 5. Chúng ta sẽ có đèn LED ở đây. Mặt sau sẽ nhám, hạn chế bóng dâm tay và chạy xước các bạn. Chúng ta sẽ có một cái màn hình với độ phân giải lên đến là Full HD, màn hình rộng là 6.5 inch, và dĩ nhiên là sử dụng tấm nền là Super AMOLED rồi, rất là đẹp. Và máy sẽ trang bị chúng ta một con chip đến từ Mỹ, đó là con chip Snapdragon 720G 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB, rất tuyệt vời. Camera selfie phía trước là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này, với độ phân giải lên đến là 32 megapixel, cho ra hình ảnh là sắc nét hơn luôn các bạn. Máy thật sự là rất là mượt, thao tác rất là nhanh, không cần phải bàn rồi. Pin 4500 và sạc nhanh 25W các bạn nha. Bên trái thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một phím bấm hay là khay để sim nào. Phía dưới chúng ta sẽ jack 3.5, mic thổi sạc tiếp C và lo. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên nút nguồn là tăng giảm âm lượng. Phía trên đỉnh chúng ta sẽ có chỗ để sim bên đây các bạn nha. Và một cái mic hỗ trợ thu âm khi quay phim và chat video call. Và máy này sẽ trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, rất là tuyệt vời. Đây là Samsung Galaxy A52, 9.290.000, đây là phiên bản 128GB các bạn nha. Đây được kinh doanh và bán tại Thê Rộng và Điện Máy Xanh. Các bạn đang quan tâm dòng sản phẩm này có thể truy cập ngay website thêrộng.com và điệnmayxanh.com để chúng ta có thể biết thêm thông tin về một số dòng sản phẩm của Samsung. Và đây là Samsung Galaxy A32, rất là đẹp. Đây là phiên bản màu tím. Chúng ta có mức giá là 6.690.000, giảm thêm 3% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ mức giá cao hơn. Và chúng ta sẽ có hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, mua đồng hồ Galaxy Watch 4 giảm 15% cộng trả góp 0% lãi suất. Rất là tuyệt vời đúng không? Máy rất là nhỏ rộn nằm trong lòng bàn tay với màn hình 6.4 inch, với độ phân giải là Full HD cộng, với xử lý là con chip Helio G80 8 nhân. RAM thì 6, bộ nhớ trong 128GB các bạn nha. Thao tác cũng khá là ok, mượt mà đây. Về camera selfie, chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 20 megapixel, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh 15W. Và camera phía sau sẽ có 4 cam này, nó sẽ lòi lên từng con như thế này các bạn nha. Và cái con thứ tư nó sẽ nằm phẳng luôn đó, và đèn led cũng nằm phẳng dưới luôn. Chúng ta sẽ có độ phân giải camera chính là 64 megapixel, cam phụ thứ nhất là 8, 2 cam phụ còn lại là 5. Đây là đèn led, tuyệt vời. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để sim nha các bạn nha. Phía dưới jack 3.5, mic thoại sạc tiếp C và lo. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên nút nguồn là tăng giảm lượng. Phía trên đỉnh chúng ta sẽ có thêm một cái mic để mà hỗ trợ thu âm khi quay phim hoặc chat video call, cho ra âm thanh chất lượng hơn. Với mức giá hiện tại là 6.690.000, chúng ta sẽ sở hữu được một con máy khá là đẹp như thế này của Samsung, và được bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 trong 30 ngày nếu sản phẩm lỗi các bạn nha. Lỗi ở đây là lỗi nhà sản xuất các bạn nha. Samsung Galaxy A32. Và đây là đồng hồ Galaxy Watch 4 các bạn nha. Đây là phiên bản 40, mặt khá là đẹp, nhỏ rộn nè, bạn thấy không? Rất là đẹp. Chúng ta sẽ có mức giá là 6.490.000. Rất là tuyệt vời. Giảm đến 15%. Đây, một cái màn hình đẹp ha. Chung là tay mấy bạn nữ đeo vô thì không còn phải chê luôn. Màn hình là 1.19 inch. Thời gian sử dụng pin khoảng 1500, theo dõi giấc ngủ nè, đo nồng độ oxy trong máu vân vân, theo dõi bước chân với bước chân, có nhiều tiện ích trên đồng hồ này. Kế bên cái đồng hồ thì sẽ có một cái điện thoại Galaxy Z Flip 3 128GB, gập như thế này, đẹp như thế này, sang chảnh như thế này, với mức giá hiện tại là 24.990.000. Máy sẽ trang bị chúng ta một cái màn hình, màn hình này với độ rộng là 6.7 inch, còn màn hình ngoài này sẽ là 1.9 inch các bạn nha. Hai camera với độ phân giải là 12 megapixel. Camera selfie chụp rất là đỉnh các bạn,
thật sự rất là đẹp. Đây, camera selfie nè. Đó, bắt đầu phân giải ra 10 megapixel. Quyền sẽ mở một số tấm hình mà chụp được từ camera selfie cho các bạn xem. Đây, tấm hình này chụp tại shop. Nói chung là rất là đẹp. Thực sự rất đẹp luôn. Máy sẽ trang bị chúng ta một con chip đến từ Mỹ, đó là con chip Snapdragon. Nó mực cái này. Snapdragon 888 nhân, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Pin chỉ có 3300 thôi các bạn nha. Sạc 15W. Đó, chúng ta sẽ được bẻ cong như thế này. Cái đó tuyệt vời. Đó. Bên đây là chỗ để sim. Loa mic sạc tiếp C. Đó. Bên đây là nút nguồn kết hợp một khóa nhân tay, phía trên là này tăng giảm lượng. Phía sau là hai cam. Rất tuyệt vời. Đó. Tôi muốn gập thì gập, còn tôi muốn thẳng thì thẳng, cong thì cong, thẳng thì thẳng. Rất đẹp. Rồi, và sẽ đến với dòng chùm cuối Z Fold 3 256GB, 41.990.000. Đây, chúng ta sẽ không cần phải bàn nhiều về dòng sản phẩm này nữa. Quá đỉnh đám rồi, đỉnh đám rồi. Quá là đẹp rồi. Màn hình trong thì chúng ta sẽ có 7.6 inch với độ phân giải là Full HD cộng, và chúng ta sẽ có một cái màn hình ngoài là 6.2 inch đây. Đây, màn hình ngoài 6.2 inch. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy, hai màn hình. Chúng ta sẽ sử dụng được một cái vi xử lý đến từ Mỹ, đó là chip Snapdragon 888 8 nhân ra 12 ha. Bộ nhớ trong 256 đi. Đây, mình sẽ cầm lên cho các bạn xem. Đây. Và camera phía sau chúng ta sẽ có 3 cam. Bước đầu phân giải là 12 megapixel. Camera selfie là 10 megapixel là ở ngoài các bạn nha. Chúng ta sẽ có một cái cam selfie ở bên trong nữa. Đây. Nằm ở đây các bạn. Nè các bạn thấy mờ mờ chỗ này không? Là camera selfie 4 megapixel. Pin 4400 các bạn nha, sạc 25W. Rất là tuyệt vời. 41.990.000 đang giảm 1 triệu đồng. Hỗ trợ thu cổ đổi mới, giảm đến 4 triệu, giảm 5% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ mức giá cao hơn. Đây là Samsung Galaxy Z Fold 3 256GB. Rất là tuyệt vời. Đẹp ông nhất hệ mặt trời nhất. Cái đẹp. Vậy là mình vừa cập nhật xong một số dòng sản phẩm, và còn một dòng sản phẩm cuối cùng là Samsung Galaxy S21 cộng 25.990.000, giảm 5 triệu cho các bạn, giảm thêm 5% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ mức giá cao hơn. Máy sẽ trang bị chúng ta một cái màn hình là 6.7 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Chip là Exynos 21008 nhân, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, là cái máy này các bạn nha. Cầm lên rất là đẹp. Mặt sau chúng ta sẽ có 3 cam với độ phân giải là 12 megapixel. Camera chính, cam phụ nhất là 64 và camera phụ cuối cùng là 12 megapixel. Camera selfie dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình với độ phân giải là 10 megapixel. Pin 4800 sạc 25W. Máy thì nó mượt tuyệt vời. Không cần phải bàn. Dòng Galaxy của Samsung đó các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình vừa cập nhật xong một số dòng sản phẩm của Samsung trong cái tích độc thân đổi độc thân lấy hai lần giảm. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Rất mong video này sẽ mang lại ích cho các bạn, giúp các bạn có thể lựa chọn được dòng sản phẩm ưng ý với mình. Sẽ phù hợp với tất cả các bạn trong cái ngày Tết độc thân này, và giúp cho các bạn sẽ có một cái điện thoại bên mình bớt cô đơn hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau, và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Quyền với nha. Xin chào, bye bye.